rửa chén ta. Rửa chén hả? Dục đại cho rồi. Em nghĩ anh là nên mua những cái chén xài một lần á, ăn xong rồi dục, ăn xong rồi dục bán mây chai luôn. Đỡ phải đúng rồi, đỡ phải rửa. Rồi một ông có số lượng tiền đó nhiều không? Ông làm như là mà 100 đồng một cái thì phải. Bây giờ tôi hỏi ông nè, bây giờ ông làm một tháng bao nhiêu tiền? Một tháng em 7,5 triệu. 7,5 triệu lương công ty cho là 100 đồng một cái đi. Ờ. Thì ông một ngày ông ăn bao nhiêu cái? Một ngày ăn 3 bữa. Nhưng một ngày 4 người, một ngày mất 5 cái, 6 cái. 6 cái. Chén mắm chén đồ nữa. Mắm đồ nữa, chứ mắm nè, rồi canh nè. Canh. Rồi đồ xào dĩa đó nè. Ờ. Tính ra một ngày ông dục cho là 10 ngàn đi. À 1 ngàn đi. 1 ngàn đi. Ngày dục ngàn. Ngày dục ngàn. Ừ. Một lần ăn là dục 1 ngàn. Đúng rồi. À mà giờ ông ăn là 3 bữa là ông tính ra ông dục 3 ngàn. Có ai mà đi dục tiền không? Không bao giờ ai dục tiền, ta chỉ lụm tiền về thôi chứ không bao giờ ai dục tiền cả. Thì anh ngày rửa thì anh mua chén một lần ăn xong rồi dục. Thì em chỉ tham khảo vậy thôi. Ủa nãy giờ tôi có nói cái từ mà ngại rửa không? Không, em bị ra mà. Chứ thôi chứ tự nhiên nói ăn là phải rửa chứ mà giờ bây giờ hỏi giờ ông ăn mà ông làm lấy gì ông ăn? À. Còn ông ăn mà ông rửa lấy gì lần sau ông để lấy cái đồ mà đựng để cho ông ăn. À. Để đặt cái gì hồi xưa á là má tôi hay nói câu vậy nè. Cái gì? Vậy mày đi qua Mỹ ăn đi. Mỹ nó ăn nó hay dục, ngày xưa nói ngày xưa là gọi đồ hộp. Ừ. Đó, ăn xong cái hộp đó đem dục. Mà thực tế là cái chén vẫn đi rửa đàng hoàng nha. À. Đó, chứ không phải như bây giờ ông bày đặt. Dục đi, dục này nọ. Không chịu thôi. Cười quá. Kỳ đó. Chén nhựa nó vậy mày đâu kỳ? Ông kéo cái là nó sập bên kia. Ừ. Nhưng mà nó lại không ra. Chén nhựa nó vậy mà. Đó, nó kéo chén nhựa anh rửa chén. Có xà bông, có nước lên hết ghê lắm. Nhưng mà sao lại chén nhựa là như vậy cái đâu mà kỳ? Anh ngạc nhiên lắm hay sao hả? Chén nhựa nó là như vậy mà. Không, cái này dục được nè. Thì sao dục? Chứ bây giờ nó không ra giờ. Tôi hỏi, đó, ông kéo nó tuột bên kia. Thì bắt đầu ông kéo, ông nẻ nó tuột mà nó đâu có ra đâu. Hả? À. Bây giờ cái này là dục. Dục có nghĩa là dục bỏ đi và mua cái chén sành ăn, đừng có mua cái chén nhựa ăn. Thì cái gì cũng có cái lợi của nó. Cái nhựa có cái lợi của nhựa và sành có cái lợi của sành. Tại vì nếu nhà con nít thì nên ăn chén nhựa. Tránh đổ vỡ. Thì cái này là chén nhựa nhưng mà rất là mắc tiền hơn chén sành nha. À. Con cái là tại vì nhà con nít thì tôi mua cho nó ăn thôi. Đúng rồi. À, mua có 5 cái không thôi. Ừ. Đó thử là nhưng mà mỗi lần rửa là cần. mới phát hiện được thôi. À. Chắc lúc trước là vợ tôi rửa không à. À. Nó bị dính. Nay rửa dính chắc mỗi khi mà vợ tôi nó ấy chắc nó cực lắm. Đúng rồi, rửa ra cực. Rửa ra dính, khi mà anh rửa xong anh úp anh mang vô trong kệ chén dính nữa, mỗi lần ăn á phải cậy ra. Vậy mình lau khô đi. Ừ. Lau khô thời đi ăn đâu mà lau khô, rửa chén mà ai cũng như vậy mà, rửa xong trắng chén mà úp lại treo lên đó lên giá chứ ai đi lau khô bao giờ. Ủa chứ anh treo đó từ từ nó khô thôi. Bây giờ đơn giản thôi, em chia sẻ nha, nhanh gọn lẹ thôi. Anh ăn rửa chén à, nó dính anh lấy đũa anh gõ vô cái nó ra thôi, có gì đâu. Gị nó chạy bên này, cái mẹo nó như vậy đó. Gị chạy bên đây mà chén nó phải đi chung với đũa, thằng chén chỉ có thằng đũa chị được thôi, lấy đũa gõ vô cái đầu đó là nó thông minh ra thôi. Lấy đũa gõ vô cái đầu nó, gõ vô cái đầu ngang đó nè, ý đây hả? Gõ vô cái đầu đây đó hả? Ừ, gõ vô đâu thì gõ 2 cái ra đó, vậy là gõ chưa có đúng độ đó. Ừ. Lấy cái đũa gõ vô cái đầu ra thôi. Dính đó, nữa nè, dính nữa, cái kiểu chén nhựa nó là như vậy đó, dính nữa nè, lại gõ tiếp nè. Ông cứ gõ bên này nó chạy bên kia nhưng mà nó thực tế đau rớt đâu. Đúng rồi, cái kiểu chén nhựa là như vậy đó mọi người, là cầm gõ đúng không? Đúng rồi, là nó bể sao trời. Anh nói chị mắc cười quá, chén nhựa mà kêu bể. Ông anh gõ nhiều lần nó bể chứ không có bể nổi đâu. À đúng không? Ừ. Mày đồ, tôi hiểu rồi, mình gõ cái độ rim của nó. Đúng rồi, rim gió đúng nó vào đúng không? Kêu vậy đúng không? Thằng này không có, thằng này không có, thằng này không có đó. Chén nhựa là như vậy thôi. Thằng này không có. Ừ. Hên xui. Chén nhựa là như vậy đó, dính đó, dính có cái không có dính. Chén nhựa là như vậy mọi người. Đồ ừ. Mà cho nên mình ăn chén nhựa mình phải biết có cái mẹo của nó. Nó dính như vậy thì mình lấy đũa gõ như cái đầu của nó là nó sẽ tự nó ra thôi. Dính nè. Nó. Nhưng mà tôi nói nghe nè, cái chén này nó cũng đỡ đó. Còn lúc trước mà vợ tôi nó đem dục rồi, là cái chén ông biết là cái độ sâu của nó là khi mà ông bỏ về đúng không? Ừ. Là nó bằng luôn. Nó bằng xuống đúng rồi. Nè. Là ông gỡ nó càng không ra nữa. Anh lấy cái đũa anh gõ là ra thôi. Cũng vậy luôn hả? Ừ, lấy đũa gõ ra hết. Chén này nó đổi mới rồi đó, không là cái bụi rồi. Đó, đây em chia sẻ mọi người nha, nếu mọi người ăn chén nhựa gặp cái tình trạng rửa chén mà chén nhựa nó dính thì sẵn có cái đũa đó, mọi người lấy cái đũa gõ vô cái đầu của nó là tự nhiên nó bung ra thôi. Ok. Không biết tôi rửa chén làm gì không? Sao gì? Ủa chứ tôi đang nấu vài món nhậu trong đó mà ông không biết à? Đó, cái nguyên nhân vậy đó, ốp trong nhà nó hít
nó cứ như vậy đó. Rồi ok, nhớ đăng ký vào kênh, hẹn gặp lại các em sau. Ok.